Cà Mau, vùng đất cực nam của Tổ quốc, nơi thiên nhiên ban tặng nhiều món quà vô giá, đó là cảnh quan rừng, biển, trù phú, hài hòa với vô số đặc sản làm say lòng du khách. Đến Cà Mau, du khách còn được trải nghiệm văn hóa bản địa, văn hóa dân gian đặc sắc như những giai điệu sâu lắng của đờn ca tài tử, chuyện kể Bác Ba Phi, những làng nghề truyền thống như nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, nghề làm khô, làm ba khía muối. Ẩm thực Cà Mau phong phú đa dạng với các loài thủy hải sản nước mặn, ngọt, lợ như tôm, cua, cá thòi lòi, ốc len, lương rừng, cá đồng. Và đặc biệt hơn hết, tính cách người Cà Mau hồn hậu, hào sảng, mến khách. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế, Cà Mau vẫn chưa thể giữ chân du khách ở lâu. Tại diễn đàn Giải pháp kéo dài thời gian lưu lại của du khách tại tỉnh Cà Mau diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau năm 2022, các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch lữ hành đã có những gợi ý, những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay để Cà Mau kéo dài hơn thời gian lưu trú, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, nhất là nâng mức chi tiêu của du khách. Đối với lại mũi Cà Mau thì hiện nay rõ ràng là nói khách lưu trú nhưng mà ở đâu, chỉ có một số cái điểm ngủ trong nhà dân thôi. Thì những cái đó là một là nó nhỏ, quy mô nó nhỏ, cái thứ hai nữa là chất lượng của nó là tương đối là hạn chế, cho nên khó mà giữ khách được lâu được. Thế nếu như phân bổ thêm một đêm thứ hai cho khách ở như mũi Cà Mau, đấy thì ở đó là phải xử lý được cái vấn đề mà lưu trú với những dịch vụ lưu trú và dịch vụ ban đêm cũng như thành phố Cà Mau. Kéo dài thời gian lưu trú của khách là điều không riêng Cà Mau mà các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều đang cố gắng làm tốt. So với các tỉnh, Cà Mau hiện đã giữ được khách ở lâu hơn rất nhiều với 1,5 ngày trên khách. Các tỉnh trong khu vực chỉ khoảng 0,5 ngày. Mức chi tiêu trung bình cũng cao hơn với khoảng 1,2 triệu đồng trên khách. Và chính điều đó tôi cho rằng Cà Mau đang là một trong những cái địa phương bắt đầu vươn lên khá mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Và trong tương lai chúng ta xây dựng những điểm du lịch, những sản phẩm du lịch mới này nó sẽ góp phần để kéo dài thời gian. Do vậy có hai cái quan trọng là phải xây dựng thêm sản phẩm du lịch, và trong từng sản phẩm du lịch những cái dịch vụ phải được đa dạng thêm và là tinh tế thêm để kéo dài cái giây phút tận dưỡng khi thời gian nó kéo dài hơn. Hai ngày này là đồng bằng sông Cửu Long làm rất nhiều năm rồi mà cũng chưa được, chứ đừng nói gì về Cà Mau. Cà Mau đang chắt chiu từng cơ hội để tạo ra bức tranh du lịch phong phú, sinh động, đáp ứng yêu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch lữ hành đánh giá cao chương trình sự kiện Cà Mau điểm đến được tỉnh duy trì hàng năm. Chương trình không chỉ giúp tỉnh khai thác tốt cơ hội, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, gắn phát triển du lịch và phát triển thương mại dịch vụ, mà đây cũng là cách níu chân du khách lưu lại lâu hơn. Minh chứng là Ngày hội Cua Cà Mau đang diễn ra xuyên suốt từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 12 với chuỗi các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Cà Mau đều kín phòng. Sự kiện còn nhận được sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí, các công ty du lịch, lữ hành sẽ góp phần đưa hình ảnh Cà Mau vươn xa. Qua sự kiện này tôi cũng tin tưởng rằng là hình ảnh về các cái điểm đến của Cà Mau sẽ lan tỏa không những trong nước mà có thể là ra nước ngoài. Và đặc biệt là vấn đề về cái sản phẩm cua Cà Mau, mong rằng là được bạn bè trong nước cũng như nước ngoài biết đến, là có thể đảm bảo được cái tính hiệu quả thiết thực, các mối quan hệ giữa người dân và doanh nghiệp cũng như là khách hàng về giới thiệu hình ảnh và cua của Cà Mau. Thông qua những gợi ý, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ các diễn giả, khách mời tại diễn đàn đã giúp Cà Mau nhận diện rõ ràng những cơ hội và thách thức, hiến kế đưa ra được những giải pháp xác đáng để thời gian tới, ngành du lịch tỉnh kéo dài hơn nữa thời gian lưu trú của du khách. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng như nâng cấp sân bay Cà Mau, chuẩn bị khởi công đường cao tốc Cà Mau-Cần Thơ, nâng cấp và đưa vào sử dụng các tuyến đường huyết mạch. Cà Mau sẽ đổi mới nội dung, hình thức công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, tiếp tục duy trì chương trình Cà Mau điểm đến. Bên cạnh đó, sẽ có những nội dung phù hợp hơn với từng đối tượng khách, với từng loại hình du lịch, từng loại tài nguyên để mời gọi đầu tư, quảng bá, xúc tiến du lịch, đồng thời đẩy mạnh số hóa các điểm đến, các di sản văn hóa, tiếp tục đào tạo hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân làm du lịch tiếp cận mô hình du lịch mới để kéo dài thời gian lưu trú của khách.